Hôm nay Nam Bộ dự báo sẽ giảm mưa. Vậy thì chiều và tối nay thời tiết có chuyển nóng không, chị Hằng My? Dạ vâng, xin chào anh Nhật Minh và quý vị khán giả. Hôm nay thời tiết Nam Bộ sẽ nóng hơn đấy ạ. Bởi thời gian nắng trong ngày tăng lên. Những ngày trước mưa nhiều nên là tổng số giờ nắng chỉ khoảng là 5 tiếng. Thế còn hôm nay có thể lên đến là 8 tiếng. Những nơi cảm nhận rõ nhất cái nóng ở miền Tây Nam Bộ là những nơi có mức nhiệt 33 độ. Chiều nay một loạt các thành phố như là Tân An, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cao Lãnh, Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng cho đến Cà Mau thì đều có mức nhiệt này. Chỉ một vài nơi 31, 32 độ. Khu vực miền Đông Nam Bộ thì trời sẽ nóng hơn. Có những điểm như là ở tại Biên Hòa, Thủ Dầu Một chạm ngưỡng nắng nóng 35 độ. Các nơi khác như thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Phú hay là Vũng Tàu 32 đến 34 độ. Đến chiều tối, mây dông sẽ phát triển và gây mưa nhưng diện không rộng, chỉ khoảng là một nửa diện tích khu vực, với lượng thì dưới 25mm. Gió giật mạnh hay là ngập úng thì ít có khả năng xảy ra. Tại thành phố Cần Thơ, dự báo là chiều nay cũng sẽ có mưa và sẽ xuất hiện sớm hơn những nơi khác trong khoảng là từ 14 đến 16 giờ. Tuy nhiên, mưa trong thời gian ngắn và lượng nhỏ nên ít ảnh hưởng tới các hoạt động ở ngoài trời. Còn thành phố đảo Phú Quốc, dự báo hôm nay ít có khả năng xảy ra mưa. Trời thì không quá nóng với mức nhiệt không vượt quá 31 độ. Không chỉ trên đất liền mà trên biển thì mưa dông hôm nay cũng sẽ giảm hẳn. Khu vực biển từ Bình Thuận xuống đến Cà Mau, Kiên Giang thì dự báo là chỉ còn mưa ở vài nơi, tuy nhiên là không đáng ngại. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió ở đây cấp 3 đến cấp 5.